cháy điện thôi. Ô nổ cháy điện các bạn, cháy cột điện. Đây các bạn thấy chưa? Cháy cột điện này. Mình sẽ cho máy bay cất cánh qua bên kia. Đây chắc là vừa nạp điện vào ấy các bạn. Bị cháy cột điện này các bạn thấy chưa? Hiện tại là vào tầm khoảng 10 giờ 16 phút các bạn thấy chưa? 10 giờ 16 phút này. 10 giờ 16 phút của ngày hôm nay là mùng 9 tháng 9 đấy. Cho bị cháy ở đây các bạn. Mình sẽ quay một cái đoạn cây bạch đàn nữa các bạn. Nó bị đổ đây này. Những cây bé bé này bị đổ các bạn. Hiện tại ở khu vực của mình ấy thì trồng rất là nhiều bạch đàn các bạn ạ. Đấy, cái bé này đa số bị đổ bởi vì bạch đàn nó rất là mềm yếu các bạn. Ở đây có một cái cây ở trên đồi của mình ấy, thực ra ở trên đồi của mình ấy là gió cũng mạnh đấy các bạn, nhưng mà ở trên cái đồi ấy, những cái chóp đỉnh đồi ấy rất là mạnh luôn, các bạn thấy chưa? Những cái cây này nó không bị bật gốc các bạn ạ. Nó không bị bật gốc nhưng mà nó bị gãy làm đôi luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó bị gãy làm đôi luôn như này này. Đấy, rất là nguy hiểm. Ở trên này ấy, thì đây các bạn thấy chưa? Đây bạch đàn thì ở đây là bạch đàn mới trồng này thì nó cũng bị đổ như này các bạn thấy chưa? Các bạn thấy thiệt hại, nó rất là thiệt hại luôn các bạn ạ. Đấy. Đây. Đây là toàn là những cái bạch đàn bị đổ các bạn ạ. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, toàn bộ là nó bị đổ xuống như này hết này. Đây mình sẽ cho các bạn xem ở đây là cái vườn ở dưới này là mới trồng mới các bạn ạ. Đây các bạn thấy chưa? Ồ nó bị đổ hết như này này. Quá dã man, mình sẽ qua bên kia các bạn nhé. Đây bên kia cũng có một cái vườn của một chú cũng đang trồng ở bên kia các bạn ạ. Mình sẽ cho qua bên kia. Đa số là những cái vườn trồng ấy thì nó sẽ bị đổ các bạn nhé, mới trồng ấy. Đấy, bạch đàn mới trồng là nó hay bị kiểu như này. Để mình chụp vài kiểu ảnh. Đấy, để các bạn ra xem rõ này. Thiệt hại rất là đấy luôn. Rất là khủng khiếp luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Bị dập xuống như này. Bị dập xuống như này hết cơ mà các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là khủng khiếp luôn. Đấy. Đó. Cháu quay eo đoạn video không hả chú ơi? Đây. Đấy. Đây. Đó. Cái này các bạn sau cơn mưa ở chỗ mình ấy thì thích hợp trồng rất là nhiều bạch đàn các bạn ạ. Đấy, trồng rất là nhiều bạch đàn luôn. Rất là nhiều cây bạch đàn luôn. Đó, quá nhiều luôn. Đấy, cho nên là rất là thích hợp trồng nhá, ở chúng mình ấy, cho nên là đa số các hộ dân đều trồng cây bạch đàn các bạn ạ. Đều có những cái vườn trồng ấy. Đấy, cung đường đèo này rất là oanh liệt. Mỗi lần mình đi chạy tập luyện là lên cung đường đèo này đấy các bạn thấy chưa? Độ dốc rất là dốc luôn, từ dưới chân dốc lên đỉnh dốc là 200m các bạn ạ. Cứ leo hai lần là sẽ được 400m rồi. Đấy, độ dài của nó rơi trong khoảng cây dưới. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây cho các bạn xem qua một cái như này. Mình sẽ hạ cánh này.
tại vì cũng không có điện đây, không có điện để quay nhiều ấy các bạn. Thực ra mình ok các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau. Màn còn ngàn các bạn ạ. Đây là càn quét của cơn bão số 3 vừa rồi. Quá khủng khiếp. We'll be right back.
Quá khủng khiếp. Ồ, quá khủng khiếp các bạn. Cơn bão Yagi. Return to home. Đây các bạn xem, quá khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn xem cái gió, hướng gió của cơn bão số 3, cơn bão Yagi. Return to home. Dã man con ngàn các bạn ạ. Đây mình zoom lại gần cho các bạn. Oh my God. Quá dã man luôn. Không thể hiểu được. Sức mạnh tàn phá kinh khủng các bạn ạ. Các bạn xem ở đây là rừng, đây là cái rừng trồng các bạn nhé. Đây. Kinh khủng khiếp luôn. Đây là rừng trồng thực tế các bạn này. Oh my God. Chú ơi. Mình cho máy bay xuống thấp một tí ạ. Bị mất sóng mình sẽ cho lên một tí. Hiện tại đang bị khuất đồi ấy. Quá kinh khủng khiếp luôn các bạn xem này. Đây, sức mạnh tàn phá của báo báo Yagi, báo số 3 vừa rồi. Đây trực tiếp sau khi báo tan này. Chỉ trong vòng tầm khoảng gần 10 tiếng tàn phá thôi nhưng mà con thấy là hậu quả để lại. Ở đây là thường là ở đây là rừng trồng nó mới gây hậu quả như này các bạn. Quá khủng khiếp. Không thể diễn tả được. Cháy điện rồi. Ồ, sắp cháy điện. Ồ, nổ cháy điện các bạn, cháy cột điện. Đây các bạn thấy chưa? Cháy cột điện này. Mình sẽ cho máy bay cất cánh qua bên kia. Đây chắc là vừa 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 đấy vừa đấy vừa nạp điện vào ấy các bạn. Bị cháy cột điện này các bạn thấy chưa? Hiện tại là vào tầm khoảng 10 giờ 16 phút các bạn thấy chưa? 10 giờ 16 phút này.
10 giờ 16 phút của ngày hôm nay là mùng 9 tháng 9 đấy. Cho bị cháy ở đây các bạn. Đây 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 đây. Đây sao ấy, ở đây. Đây các bạn à, thấy chưa? Cái ở đây là cái cây này nó bị đổ trên cái dây điện này. Đây tại mình vừa quay vườn cây ở đây thì mình quay tiện quay ở đây các bạn thấy chưa? Đấy. Kiểu như là không để ý đường điện này thì sau cơn bão ấy thì nó bị như này các bạn. Đây, cái chỗ này này, chỗ này nó bị đấy này. Các bạn thấy chưa? Đây này cái cây này nó đang bị cây này nó đang bị vòng lên này các bạn thấy chưa? Đấy, nó đang bị đè trên cái dây điện. Khi mà cắm điện vào ấy, thì nó bị chập. Đây, chính xác chỗ này đấy, nó sẽ bị chập luôn. Quá ra màn, quá khủng khiếp các bạn ạ. Thôi mình sẽ quay lại đây. Quá khủng khiếp các bạn ạ. Đây là cơn bão số 3 này. Đây có khóa khủng khiếp. Ồ, cái này ra màn còn ngàn đấy, để xem video này để cho các bạn xem sức mạnh nó tàn phá của báo, quá quá khủng khiếp luôn. Đấy bạn xem này. Đây là rừng trồng do đất xới lên đấy. Trồng được một năm rồi nhưng mà cây nó bị. Quá dã man. Đấy, mình gùi lại cho các bạn xem nhé. Đây.
quá khủng khiếp. Các bạn ạ, làm gì đúng cũng khó các bạn nhờ, không phải không hề đơn giản, làm gì cũng khó các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là cái mức độ tàn phá của cơn bão, các bạn xem này. Đây, những cái gốc cây to như này nhưng mà nó vẫn bị tàn phá được, các bạn thấy chưa? Đó, quá khủng khiếp. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau các bạn. Hơi bị buồn. Mình sẽ quay một cái đoạn cây bạch đàn nữa các bạn. Nó bị đổ đây này, những cây bé bé này bị đổ các bạn. Hiện tại ở khu vực của mình ấy thì trồng rất là nhiều bạch đàn các bạn ạ. Đây, cây bé này đa số bị đổ bởi vì bạch đàn nó rất là mềm yếu các bạn. Ở đây có một cái cây ở trên đồi của mình ấy, thực ra ở trên đồi của mình ấy là gió cũng mạnh đây các bạn, nhưng mà ở trên cái đồi ấy, những cái chóp đỉnh đồi ấy rất là mạnh luôn, các bạn thấy chưa? Những cái cây này nó không bị bật gốc các bạn ạ. Nó không bị bật gốc nhưng mà nó bị gãy làm đôi luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó bị gãy làm đôi luôn như này này. Đấy, rất là nguy hiểm. Ở trên này ấy, thì đây các bạn thấy là đây bạch đàn, thì ở đây là bạch đàn mới trồng này thì nó cũng bị đổ như này các bạn thấy chưa? Các bạn thấy thiệt hại, nó rất là thiệt hại luôn các bạn ạ. Đấy. Đây. Đây là toàn là những cái bạch đàn bị đổ các bạn ạ. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, toàn bộ là nó bị đổ xuống như này hết này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ở đây là cái vườn ở dưới này là mới trồng mới các bạn ạ. Từ mình đây các bạn thấy chưa? Ồ, nó bị đổ hết như này này. Quá dã man, mình sẽ qua bên kia các bạn nhé. Đây, bên kia cũng có một cái vườn của một chú cũng đang trồng ở bên kia các bạn ạ. Mình sẽ cho qua bên kia. Đa số là những cái vườn trồng ấy thì nó sẽ bị đổ các bạn nhé, mới trồng ấy. Đấy, bạch đàn mới trồng là nó hay bị kiểu như này. Rồi để mình chụp vài kiểu ảnh. Đấy, để các bạn ra xem rõ này. Thiệt hại rất là đấy luôn. Rất là khủng khiếp luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Bị dập xuống như này. Bị dập xuống như này hết cơ mà các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là khủng khiếp luôn. Đấy. Đó. Cháu quay ao đoạn video không hả chú ơi? Đây. Đấy. Đây. Đó. Cái này các bạn sau cơn mưa ở chỗ mình ấy thì thích hợp trồng rất là nhiều bạch đàn các bạn ạ. Đấy, trồng rất là nhiều bạch đàn luôn. Rất là nhiều cây bạch đàn luôn. Đó, quá nhiều luôn. Đấy, cho nên là rất là thích hợp trồng nhá. Ở chỗ mình ấy, cho nên là đa số các hộ dân đều trồng cây bạch đàn các bạn ạ. Đều có những cái vườn trồng ấy. Đấy, cung đường đèo này rất là oanh liệt. Mỗi lần mình đi chạy tập luyện là lên cung đường đèo này đấy các bạn thấy chưa? Độ dốc rất là dốc luôn, từ dưới đỉnh dốc lên, từ dưới chân dốc lên đỉnh dốc là 200m các bạn ạ. Cứ leo hai lần là sẽ được 400m rồi. Đấy, độ dài của nó rơi trong khoảng cây dưới. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây cho các bạn xem qua một cái như này. Mình sẽ hạ cánh này. Tại vì cũng không có điện này, không có điện để quay nhiều ấy các bạn. Thực ra mình ok các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau.